Hello, xin chào các bạn. Thì cái video ngày hôm nay là Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cặp mic mà Vũ nghiên cứu và customer nó lại để giới thiệu cho cái con loa Electro Voice EVAP 8 này, để cho nó hay hơn. Và cái cặp mic này thì mình chỉ đang dựa chất lượng âm thanh, là mình đang dựa vào hẳn cái con này các bạn ha. Thì các bạn có thể dùng cái mic này thể ghép rất là nhiều loa. Nhưng mà cái mic này nó khác với phiên bản mà M1 của Vũ là nó sẽ không có echo nha mọi người ha, nhưng mà nó sẽ tập trung vào cái chất lượng âm thanh và cũng như là cái độ hoàn thiện của cái mic này. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn coi cái mic này của Vũ. Vũ sẽ custom lại chứ nó không có nó không còn nguyên bản giống như của hãng nha các bạn ha. Thì mình thứ nhất là về phần phần bo mạch đó, cái thứ hai là về phần driver mic đó. Thì mình làm lại để cho nó phù hợp với cân xứng với lại cái con EV này. Các bạn có thể đến showroom Thiên Vũ, các bạn có thể hát thử. Đây, thì mình sẽ mở ra thì một bộ như thế này, Vũ đang bán giá là khoảng 2.390.000 đó. Và các bạn thấy là nó đang rẻ hơn M1 của các bạn, nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy phần vỏ này nè, nó sẽ hoàn thiện hơn, nhưng mà bù lại thì nó sẽ không có echo nha mọi người ha. Thì nó sẽ dành cho và cái chất lượng âm thanh các bạn có thể hát trên được những cái dòng mà chuyên nghiệp, những cái dòng mà EVAP, như là những cái con mà ví dụ như những con Electro Voice 30M nè, hay là những con Electro Voice 50M nè, nhưng mà nó hát chuyên thì mình sẽ setup lại riêng. Còn riêng cái này thì mình đang dựa vào cái khoảng mà bo mạch của con EVAP 8 này, nó có thể tích hợp trong đó sẵn, các bạn có thể cần cân chỉnh và nó sẽ có echo cho mình hát thôi, nên mình chỉ tập trung vào chất lượng âm thanh cho cái tai mic này thôi đó. Rồi mình sẽ mời mọi người lại xem. Thì một bộ nó như thế này thì nó sẽ bao gồm là hai cái tai mic và một cục thu. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn tại sao nó xịn sò nè các bạn. Đây mình cho các bạn, bạn có thể quay cameraman quay cận cảnh giúp mình nè. Các bạn thấy cục cục thu này không các bạn? Nhìn nó rất là xịn. Cái này là mình không có OEM gì lại các bạn, mình giữ nguyên bản nha. Chỉ mình đưa về rồi mình sẽ custom lại cái phần bo mạch bên trong lại với lại cái phần củ mic này thôi. Đấy. Đó. Rồi còn cái phần cục thu sóng này nè, mình vẫn giữ nguyên của cái hãng này luôn. Mình không có OEM lại luôn nha các bạn. Đấy. Và phần này là phần thay pin, và pin này là pin platinum nha các bạn ha. Đó. Rồi mình sẽ phải sử dụng sạc và sử dụng ngõ sạc sạc Type-C, và đặc biệt cái độ hoàn thiện của con này rất là cao về cái phần nước sơn nè. Cái phần này cũng vậy nè, rất là cứng so với những cái hàng ở trên thị trường các bạn ha, rất là cứng, và phần nút bấm cũng xịn sò hơn. Và đây là một mặt nhựa mica và cốc sạc Type-C đấy, nên nó có sạc Type-C các bạn đó, các bạn có thể sạc vào đấy Type-C đó. Ok các bạn ha. Rồi đối với những bạn mà sử dụng những cái dòng loa ví dụ như là JBL Boombox, hay là những cái dòng mà chỉ hỗ trợ ngõ 3.5 hay hoặc là những ngõ sao 3 đó, thì cái thật ra cái này mình không khuyến khích để karaoke cho các bạn vì nó không có echo nữa nha. Nhưng mà các bạn muốn kết nối vào những cái loa kéo gì đó, chúng ta có những ngõ hoặc là trên xe mà chúng ta có setup được phần DSP á, thì chúng ta có thể kết nối được cái ngõ 6 ly này. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Và cái phần 3.5 này chúng ta sẽ cắm vào loa, những cái loa mà không có hỗ trợ ngõ 6 ly này thì nó đã đi kèm sẵn cho các bạn rồi, nên các bạn chỉ cần việc là cắm vào xài thôi. Mọi thiết kế nó rất là gọn gàng, rất là chắc chắn đấy. Đó, ngày trước thì những cái phản phiên bản mid nhỏ thế này nó sẽ không có. Rồi mình sẽ đi đến cái vấn đề cái phần này, mời các bạn đến 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 xem nha. Đây mình sẽ review cho các bạn này, coi nè bạn, các bạn nghe vậy các bạn. Mình cầm trên đây á, thì mình tại mình không có cân á, chứ nếu mà mình có cân á, thì chắc mình cũng sẽ cân cho bạn coi rồi. Nó khá nó tương đối là nặng, tại vì nguyên một cái phần vỏ này nó được làm là CNC nha các bạn ha. CNC nguyên vỏ luôn, để mình sẽ mở cho các bạn coi nè. Các bạn nghe tiếng không? Đấy. Đó. Cái độ hoàn thiện nó rất là cao và cái nước giống là inox rồi các bạn. Đây, mở cho bạn xem. Các bạn thấy chưa? Nó rất là chắc chắn. Này, đây là phần vỏ nè các bạn. Đó, bạn có thể zoom cận cảnh giúp mình. Đó. Đây là về phần vỏ. Đó, các bạn lấy nét giúp này nè. Đó. Lâu lâu thằng nào gõ lấy nét giúp mình. Đấy. Các bạn không? Nguyên khối thế này luôn, rất chắc chắc chắn luôn. Đó các bạn có rơi rớt, các bạn nghe cái tiếng của các bạn. Đó, rất là đầm. Rồi. Các bạn coi nữa nè, một sản phẩm á, mà nhìn nó chất lượng, rất là chất lượng. Các bạn nhìn coi thêm cái phần phần này. Các bạn không? Nó CNC, nó rất là chuyên nghiệp. Nó nguyên khối luôn nha các bạn. Ở thằng này là nguyên khối luôn nha, chứ nó không phải là được hàng, nó không thấy được những cái mối hàng ở đây nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Đây là phần tháo lắp pin. Mình đang lắp pin tạm thôi. Đấy, đây. Đó, đây là phần hoàn thiện của nó các bạn. Đó. Để cho các bạn thấy. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Cái này thì mình tập trung cho con EVAP 8 thôi. Mid này hát EVAP 8 mình rất là nhiều khách qua hát rồi, nói chung là rất là nghiện, nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có hàng bán nha các bạn ha.
Thì dự kiến là sẽ trước lễ, nhưng mà mình không biết là sẽ có kịp trước lễ cho để mình bán cho mọi người không. Nhiều khách hàng đã đặt đặt con này trước rồi, với lại với Evap 8 cái combo này mình đang làm rồi, nhưng mà mình không biết là kịp lễ không đây. Thì mình cũng sẽ cố gắng để cho khách hàng có cái loa mà đi chơi lỡ nhìn nó xịn sò đấy. Còn cái con này, cái thương hiệu của nó là CWA nha các bạn ha. Đây là một cái micro của Trung Quốc luôn nha, một cái brand của Trung Quốc luôn nha các bạn ha. Có cái mã là A3318 các bạn. Đấy. Về thiết kế, nó phần đầu lưới nó cũng rất là độc lạ, mình sẽ mở cho các bạn coi. Đây. Cái cũ này thì nó không còn cũ nguyên bản nữa rồi. Cũ này mình đã thay lại cho khách hàng của mình rồi. Đây. Mình có dán lại cái tem Thiên Vũ để cho khách hàng biết những cái sản phẩm mà Thiên Vũ bán ra. Nói chung là mình sẽ bán ra và mình sẽ chịu trách nhiệm trên cái sản phẩm của mình. Đó, để khách hàng xài có vấn đề gì mình sẽ hỗ trợ cho khách hàng của mình hết. Đấy. Này các bạn thấy về phần này không các bạn? Các bạn nhìn nó về phần này đi. Phần này nó cũng rất là đẹp, rất là gọn, nó được CNC đây luôn nè. Đấy. Bạn thấy chưa? Mình sẽ mở ra cho các bạn. Nó rất là cứng nha các bạn. Tới hai đầu luôn các bạn. Nó cứng ngắc à. Tức là ở trong đây nó sẽ còn một cái bo mạch trong đây nữa, mình sẽ mở thêm được cái nấc này nữa, nó giống như cái hàng của Sennheiser với Shure các bạn. Thì nó sẽ còn mở bên trong đây nữa. Thì các bạn thấy nó sẽ có hai dạng mạch, nhưng mà mình đã chọn lại một cái dạng mạch khác rồi. Có hai dạng bo bo mạch cho các bạn ha, nó khác nhau. Đó, nhưng mà mình cứng quá, mình không mở cho các bạn xem được. Đấy. Đó, ok, thôi, quan trọng là review các bạn trước này ha. Đó, còn phần đây là phần thay pin nữa các bạn. Đây là phần thay pin. Đây, mình sẽ gắn pin vào, mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây. Các bạn nhìn nó rất là cứng cáp đúng không các bạn? Nhìn nó nhìn rất là xịn, mà ai nghĩ cầm trên cái sản phẩm tai mít này nghĩ nó là hàng lõm đâu các bạn. Tại vì thật ra đó, tại sao mình nói câu đó, tại vì thật ra giá thành nó chỉ có khoảng như 2 triệu mấy thôi, mà độ hoàn thiện cho đến về phần thiết kế, cho đến phần vỏ và phần sóng, chút nữa mình test phần sóng cho các bạn luôn. Đó, rồi chất âm làm lại hát con này giống như những cái cây mít xịn xịn sò vậy á. Và đây nó có thêm một cái nắp nữa các bạn, cho các bạn coi đầu lưới nè. Đầu lưới nó có hai tầng. Cho bạn, nãy mình không có điều biểu kỹ. Đây là phần nguyên khối các bạn ha. Đây mình thả luôn nè, vô tư luôn các bạn. Nói chung là cái phần này nó an toàn thôi. Thật ra nếu mà cứng như vậy, ngon như vậy thì nó sẽ không mốp đồ. Nhưng bù ngược lại nó sẽ bị một vấn đề, khi mà nó cứng như vậy, nếu mà lỡ có rơi rớt á, nó sẽ dễ ảnh hưởng đến cái đầu mít hoặc là bo mạch thôi. Chứ còn về phần vỏ thì mình nghĩ chắc bạn thả luôn chắc nó cũng không sao đâu, tại vì nó rất là dày, cái chất liệu thép nó rất là dày nha các bạn. Phần trên đây mình có thể mở được đó nè. Bạn có thể quay cận cảnh giúp mình. Đấy, đây. Bạn thấy chưa? Đó, nguyên khối, các bạn thấy cái độ dày của nó không? Đấy, cực kỳ dày luôn. Nhìn rất là, cầm trên tay nhìn rất là xịn. Nó có bảng màu đen nữa, nhưng mà do chưa về hàng mình chỉ có riêng bảng này thôi, nên mọi người có gì xem video tạm nha, Vũ review cho mọi người biết. Và con này mình làm chỉ nhiệm vụ là nó phục vụ cho cái con này thôi, chứ là những cái con ví dụ như anh chị mà hát mà chuyên nghiệp mà không cần echo á, thì chúng ta có thể ghép với lại Electro 30 em hay 50 em để chúng ta có thể chất lượng âm thanh của nó, các bạn có thể trình diễn những cái bản acoustic vô tư luôn á. Cái noise nó rất là nhẹ nhàng, hút rất là xa các bạn ha, nó không có hãm. Cái thứ hai nữa là cái phần DSP này, khi mà chúng ta hát ở cái ngưỡng lớn, decibel lớn giống như những cái mic khác vụ á, khi các bạn có thét lên đến mấy đi nữa thì cái loa này sao không nghe tiếng bị vỡ cái tiếng tiếng mic này các bạn ha. Thì mình sẽ thử cho các bạn luôn. Đây mình sẽ mở, bạn quay gần lại đây. Mình sẽ cho bạn cái phần hiển thị nè. Với cái cục thu sóng này á, thì pin mình test mình khá khá là ổn, và nó cải thiện hơn so với phiên bản E1 là về phần, các bạn thấy không bạn? Alo alo, nó hiển thị luôn cả cái gain đó đây các bạn thấy nó gì không? Bạn có thể zoom cận cảnh hơn nữa, gần hơn nữa. Rồi alo, thì độ hoàn thiện này, nó thứ nhất là nó sẽ báo phần trăm pin cho các bạn đó, phần trăm pin này chúng ta có thể sạc, chúng ta biết là chúng ta sạc. Thứ hai là nó hiển thị được cái sóng gain, cái tầng gain này nè, alo 1 2 3 đó, nên nó sẽ nhảy rất là real time các bạn ha, độ trễ cũng tương đối là thấp đó, nhìn rất là sang và nhìn rất là cứng cáp. Đấy, mình cho bạn coi cận cảnh, bạn em lấy nét lại giúp mình. Đấy. Rồi ok. Đó, nhìn cái phần vỏ này rất là cứng cáp. Chúng ta nói chung là quay video không biết các bạn có thể cảm nhận rõ không, nhưng mà nếu bạn cầm trên tay thì đảm bảo với một cái dòng mic mà di động mà như vậy, mà nhỏ gọn như vậy á, mà nó hoàn thiện được như vậy, các bạn sẽ rất là nể các bạn, và giá thành nó rất là phù hợp nữa. Một cái nữa là cái con này không có sử dụng tần số cố định nha các bạn ha. Cái con này nó sử dụng tần số giống như những mic này.
Cái micro rồi. Micro đâu mất tiêu trời. Tụ tụ. Đây, nôm na là như vậy cho các bạn dễ hiểu. Tất cả những cái con này giống như CBL đi, là nó sử dụng tần số là ba băng hết. Đó, UHF hết nha mọi người ha. Nên chúng ta có thể linh hoạt chọn rất là nhiều tần số sóng. Những cái chỗ mà sóng mà không ok, chúng ta có thể dò ra cái sóng nào phù hợp nhất và đẹp nhất. Và nó có thể xa đến 20-30 mét luôn, vô tư. Nhưng mà đối với Vũ thì góc nhìn của mình thì về sóng thì thật ra khi mà nó là mic di động thì thường là chúng ta hát chúng ta sẽ đứng khoảng cách đâu đó 5 mét thôi. Và tối đa là cao lắm là những cái loa công suất lớn các bạn đứng tầm 10 mét là cao rồi. Nhưng mà con này nó đạt tới 20-30 mét, nó nằm trong phạm vi ổn định các bạn. Chứ thật ra tham số nó còn trên 50 mét cơ. Nhưng mà mình cho mình đưa mọi người một tham số nó phù hợp và gọi là ổn định nhất trong cái phạm vi đó. Thì thật ra 30 mét mình nghĩ là Vũ các bạn cũng sẽ không xài hết cái công suất của con này đâu. Và đặc biệt các bạn lưu ý là những cái mic ở Việt Nam chúng ta sẽ lưu ý về một số những vị trí mà sử dụng sóng nó bị chập chờn. Thứ nhất là sắt kẽm tone. Thứ hai là những củ 500. Thứ ba là những gần những cái khu vực như là trạm thu sóng, trạm phát sóng, những cái trạm mà vệ tinh hay là viễn thông, là nó sẽ làm suy hao những cái sóng này rất là nhiều mọi người ha. Mọi người lưu ý ha, tùy vào trường hợp chúng ta sẽ hiểu được cái sản phẩm của mình nha. Rồi, ok, thì như vậy rồi các bạn thấy phần mình cầm trên vai các bạn thấy rất là sang không? Bạn có thể quay tổng thể cho mọi người coi nè. Đó, bạn có thể quay tổng thể nha. Từ trên xuống, các bạn thấy nó cầm rất đẹp không? Mình cầm rất là đầm tay luôn. Đó, rồi mình mở sóng trên đây. Các bạn thấy không? UHF đàng hoàng các bạn. Đó, rồi, ở đây nè. Mình có thể chỉnh volume, số vọng dưới đây. 1, 2, 3, 4. Đây, nút này dưới đây. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta chỉnh là tự động nó set với lại cái con này thôi. Đó. Rồi. Ok. Nhìn rất là sang, đầm tay, nhìn cái màn hình LED nó cũng xịn, nó cầm tay các bạn thấy rất đầm nè. Đấy, alo, 1 2 3 4, mình chưa gắn, để mình gắn vào cho test cho các bạn coi. Và một cái nữa là một bảng màu đen nữa. Đây. Thật ra cái mic này mình làm lâu rồi nhưng mà mình chưa làm xong hết nên mình chưa cho các bạn xem. Đây, màu đen. Các bạn nhìn đi. Đó, phiên bản màu đen. Đó, bạn thấy chưa? Cái đuôi thì nó sẽ khác xíu. Màu đen này, cái đuôi nó sẽ khác xíu. Đây, mình cho bạn xem hai phiên bản. Đó, đó thấy chưa? Đó, cái bản này là bản chính nè. Đấy, còn đây bản màu đen nè. Đấy, mình cho các bạn coi bản màu đen nè. Đấy, nói chung là cái nào nó cũng xịn các bạn. Đấy, mình mở ra nha, lấy ra nha. Ok nha. Đó, gắn pin đây. Thấy chưa? Các bạn thấy xịn không? Các bạn vỏ nguyên nguyên khối hết nha các bạn ha. Đấy, thép hết nha chứ không phải là vỏ nhựa nha các bạn. Những cái vỏ nhựa các bạn cầm trên tay nó rất là nhẹ. Đấy, mình khóa lại, mình đưa khi mà gắn pin vào mình bỏ vào. Nhưng mà mình sẽ bán cái bản này nha. Ok, mình đã test hết rồi về âm thanh, về driver, nói chung là mình chỉnh hết, chỉnh chu hết rồi mình mới giới thiệu quay video cho các bạn. Rồi, xong. Rồi, mình bỏ màu đen ra đi ha. Các bạn có thể đến showroom Thiên Vũ, các bạn có thể hát thử cái sản phẩm này nha, để tự có một cái đánh giá khách quan nhất và thực tế nhất. Còn review thì Vũ sẽ cho bạn mang tính chất là tham khảo thôi. Đó, đây, mọi người chờ mình xíu, mình sẽ cho các bạn coi cái này. Để, tại vì thường những cái dòng mà mic mà di động như thế này á, thì nó sẽ không có băng sóng. Đây, bạn có thể zoom đây, 3 sóng, các bạn chờ nó nhảy xíu nha. Đó, bạn thấy không, tầng nó nhảy 3 số đúng không các bạn, thấy không? UHF nha, nó giống, nó sử dụng sóng giống như những cái sorry, những cái mic lớn luôn nha các bạn ha. Rồi, để Vũ gắn vào. Không biết mấy bạn có sạc pin chưa nữa. Đây, bữa giờ khách hàng rất là chuộng combo này, rất là thích cái combo này của Vũ. Thật ra mình không phải là mình làm ra chia sẻ với các bạn á, thật ra khi mà mình làm á, mình bán hàng á, mình cảm giác cái nào hay hơn thì mình sẽ đổi thôi. Cái đó là nguyên tắc, mình cảm giác nó hay hơn thì tức là nó có một nè, có một vị trí xoắn ngôi thì mình sử dụng thôi, mình sẽ ưu tiên mình bán nó. Thì đương nhiên người bán sẽ muốn là đưa những cái sản phẩm chất lượng cho khách hàng của mình thôi. Đó. Rồi, cái tại vì nhiều khách hàng hỏi ôi sao bữa trước em thấy bán vô nhiều lắm mà sau này em thấy bán EV không vậy Vũ, thì em anh cứ đến đây anh hát đi thì anh sẽ cảm nhận được tại sao, lý do tại nó xảy ra vấn đề đó. Thì mình không phải là mình gì mà tao mình ở đây mình vẫn bán vô mà khách hàng thích vô hoặc là thích về thương hiệu. Còn đối với những khách hàng thích về chất âm, hoặc là thương hiệu nó cũng là thương hiệu Mỹ cũng rất là lâu năm, nhưng mà nó là một cái thương hiệu dành cho những cái anh chị mà chơi play, chơi band, chơi show và những cái sân khấu trình diễn á, thì biết thương hiệu rồi, quá rành rồi. Nhưng mà đối với những người mà end user, những người dùng cuối á, như chúng ta xài gia đình á, thì Electro Voice nó xong được biết đến rộng rãi giống như là Bô được. Và tại vì hai các phân khúc họ đánh nhau khác nhau, nhưng mà khi mà Electro Voice ra dòng này là nó đánh vào phân khúc mà giống như Bô,
đó, nên mình trải nghiệm đó mình cảm thấy nó hay. Rồi tiếp tục là test phần mid, mình gắn vào con, chờ mình xíu nha. Mình giảm gain lại cái đó. Alo, 1 2 3 4 5 6. Ok, các bạn đã giảm gain đầu vào. Đây là có gain đầu vào các bạn ha. Độ nhảy nó rất là lớn cho các bạn. Các bạn lưu ý nha. Alo, 1 2 Alo. 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 1 2. Mình để xa gần quá nó hú, tại vì con này các bạn thấy không? Mình để rất là xa nó rất là nhảy. Và cái khi mà cái bảng này nè, nó khác biệt á, ở chỗ mình sẽ nói cho bạn nghe là thứ nhất là về cái tiếng mid khi mà để khoảng cách xa. Thường thường mid xa các bạn sẽ mất hết cái độ dày, độ low của mid, thì cái mid này nó không có. Cái thứ hai là với rave mid này thì khi mà chúng ta hát ở những cái ngưỡng lớn hoặc là chúng ta để như thế này, thì hầu như là không bị vỡ tiếng. Đó, nói chung là nó rất là ok. Để gần hát lớn thì không vỡ tiếng, mà để xa thì không có bị mất cái độ dày. Đó, để mình giảm cái effect xuống. Mình giảm cái effect xuống. Ngày trước á, mình có bán những cái dòng khác, nó cũng có những cái con DSP như này, nhưng mà nó đối với cái người khách hàng á thì nó sẽ rất là khó dùng. Đó, nhưng mà đối với cái con này á, thì nó dễ thao tác hơn, nó dễ tiếp cận với cái khách hàng mà đi hát cao cơ chỉnh dễ hơn. Đặc biệt nó có thể chọn những reset, ví dụ như là giống như văn số vậy đó các bạn. Thì Vũ có thể là những khách hàng mua, mình có thể ở tỉnh đi, mình có thể set sẵn 2-3 cái reset, bây giờ echo, reverb nè, hát cái phần echo không cũng được nè, hoặc hát chỉ chuyên về reverb không, thì các bạn chỉ cần mở cái điện thoại hoặc chúng ta sử dụng bằng nút cơ, chúng ta chọn những option đó sẵn, chúng ta lôi ra chúng ta xài thôi, chứ không cần phải bấm tới bấm lui, nó bị thao tác quá rườm rà. Con này thì nó lại dễ dàng hơn như vậy, và đặc biệt là nó có khóa và nó có sale nữa, như những cái reset sale lại các bạn luôn, thì nó hay. Nhưng mà chủ yếu video này mình nói về mid, thì mình tập trung mình nói về mid. Các bạn thấy cái giọng của Vũ không? Đây là tiếng micro mình thu nè. Rồi mình sẽ gỡ ra nha các bạn ha, để cho các bạn nghe lại nha. Đây mình sẽ để trước này cho các bạn thu nha. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây là mic thu từ miệng của Vũ nha. Đó. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Ok, để mình gắn lại. Đó, như vậy là Vũ đã test hai cái kiểu đó, các bạn có thể ngồi xem ở nhà mà chúng ta có thể hình dung rõ ràng hơn với cái mic này cũng như chất lượng âm thanh này. Cái giọng của Vũ các bạn thấy nó vẫn rất là nguyên bản đúng không các bạn? Nó không có bị méo mó rồi nhiều, rất là nhiều. Tại vì cái con này, tại sao mình không có echo? Tại vì con này thì mình tập trung vào cái chất lượng của mic và chất lượng âm thanh của cái mic này thôi. Vì echo là nó sẽ trên cái con Evolve 8 này là có sẵn rồi. Và chúng ta đã bỏ rất là nhiều, và số tiền mà chúng ta nó cao hơn, nhỉnh hơn cái sản phẩm như Boss 1 Pro là ăn tiền ở chỗ này các bạn. Nó ăn tiền nguyên một cái bo nè các bạn. Nó sử dụng một cái bo mạch của Dynacord. Đó, này là của bo mạch Dynacord của Đức các bạn. Nó là nguyên một cái mixer digital trong đây luôn. Nhưng mà mọi người sẽ hình dung là mixer digital sẽ rất là khó, nhưng mà đối với con này nó thiết kế về cái trải nghiệm á, thì nó sẽ rất là đơn giản cho người dùng. Hầu như là khách hàng đến đây, thậm chí là người lớn tuổi Vũ đến đây Vũ chuyển, cái khách hàng cũng tự làm được. Nó không còn khó giống như những cái con kia thao tác bấm tới bấm lui các bạn. Nó rất là mất thời gian và nó khó hiểu. Còn con này rất là dễ hiểu. Đó. Alo. Bây giờ để mình test á, thì mình sẽ cho sang hát cái tiếng echo trên cái này cho mọi người nghe ha. Rồi xong rồi mình hát cái reverb. Còn mà chỉnh nè, bạn có thể quay lại gần nè. Cái con loa này á, kết nối Bluetooth rất là dễ. Những con digital khác chúng ta bấm này bấm nọ vào đúng không? Còn con này chúng ta có hãng này nó rất là thông minh. Cái chỗ điểm là nó rất là nghĩ cho người tiêu dùng là chỗ là bấm vào đây, sáng cái đèn lên, chúng ta chỉ cần giữ nguyên nâng cái. Đó, khi nó hiện dòng chữ Bearing On nè, là chúng ta mở điện thoại là chúng ta sẽ thấy Bluetooth và chúng ta kết nối thôi. Như vậy là chúng ta play thôi, rất là dễ xài, không cần phải truy cập phần mềm hay là bấm vô trong, bấm chỗ này, bấm chỗ nọ, bấm chỗ kia để chúng ta kết nối được Bluetooth. Thì cái đó chính là điểm yếu của những sản phẩm trước mà mình sẽ review. Mình không mang tính chất là dìm hàng của hãng khác, chung mỗi hãng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu, nên mình sẽ không nói tên đó. Nhưng mà mình chỉ phân tích về tổng thể thôi đó, cho mọi người có thể hình dung ra được. Đó, rồi có nhiều cái lắm bên này. Nó có nhiều tính năng ở bên trong lắm. Và hôm sau Vũ sẽ review cho các bạn cách đối với những khách hàng mà
thường á là ở gia đình mà Vũ sẽ review và hướng dẫn mọi người cái cách kết nối, là bữa khách hàng có mua mình là hai cái con này, hai con này Evolve 8 các bạn, mình để sẵn đó nè, mình test rồi, tức là sẽ kết nối với nhau bằng bằng dây, một dây duy nhất nha mọi người ha, nhưng mà hát ở chế độ stereo đàng hoàng và nguồn tín hiệu mình kết nối Bluetooth hoặc bằng dây từ TV đi xuống cũng được. Thì cái bộ này nó là đơn giản cơ bản và nó rất là phù hợp cho những cái căn hộ chung cư. Với hai cái loa này mà cộng hưởng trong cái căn chung cư các bạn thì nó cũng rất là lớn nha mọi người ha, chứ nó không nhỏ đâu nha. Tức là tùy cái loa mình ở đứng ở cái môi trường nào nữa, ví dụ ở ngoài đường ồn ào thì nó không là gì cả, nhưng mà nếu mà nó ở trong chung cư căn hộ mà hai cái này cộng hưởng lại chúng ta đánh ADM thì nó vẫn bị làm phiền với hàng xóm đó, thì em nghĩ nó cân đối. Còn khi mà chúng ta không dùng á, lễ Tết đồ này nọ, bố mình xách một cái, con mình xách một cái, mỗi người đi một chỗ chơi thành loa di động. Còn đó khi mà đem về nhà chọn lại reset, gọi là home đi, ví dụ mình đặt tên nó là home đi, thì mình đã chọn reset con này trái con này phải rồi, mình làm sẵn rồi, các bạn về đặt lại đúng vị trí cắm dây và chọn lại đúng reset đó thì nó sẽ thành một bộ cho bạn hát ở gia đình đánh stereo đàng hoàng luôn ha. Ok, giờ sang hát cho mọi người nghe thử đi Sang ơi. Sang nha. Sang chỉnh qua reverb hát thử coi Sang. Để cho Sang chỉnh qua reverb cho mọi người hát thử nè, nãy là echo các bạn ạ. Nhẹ nhẹ. Nhiều lên nữa. Lên nữa, lên nữa, lên cho xíu reverb đi. Cho nó bay xíu. Ok. Ok. Giảm xíu hay nhiều quá rồi. Quay lo ra Sang ơi. Quay lo ra, quay lo ra. Lần hơn nhau từ đâu mà bao nhiêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương đời vơi vương trên môi. Alo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok chưa? Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu test sóng nha mọi người ha. Mình sẽ cùng Sang đi ra ngoài và mình sẽ là người đi. Và mình sẽ bỏ cái mic ghi âm để thu quay video nè, để cho Sang có thể nói chuyện các bạn nghe. Các bạn có thể thu được là lo có mở hay không ha. Rồi Sang đeo vào. Rồi đây. Ok, rồi đi thôi Sang ơi. Đem cho bạn coi, mình thử test cái phần sóng của con này cho các bạn xem. Rồi Sang, đứng đây nè. Sang đứng đây nhìn, đưa cái camera thế này ra. Là đi xa là mọi người thể thấy được. Đấy. Đây, đó vậy đi. Rồi đứng vậy nè. Đó, như vậy nó đã thu rồi đó. Tại vì cái mic ghi âm nó đang treo trên cái cameraman, Vũ sẽ cầm cái mic này, Vũ sẽ đi nha mọi người ha. Ở lưng ha. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2. Hả? Làm bản rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. Còn nghe không Sang? Ok. Như vậy, khoảng cách như vậy là một căn nhà 2 căn, 3 căn, 4 căn, 5 căn, 6 căn là 30 mét rồi các bạn. 30 mét hơn rồi đó. Ok chưa? Vẫn nghe ok đúng không? Ok, ok. Thấy đúng không? Tay mình đây. Đây, 3 o'clock, căn này ngang là 6m lần các bạn, chứ không phải là căn mình luôn 5m đâu. Ok đúng không? Ok, ok. Mình xa tí xíu đi. Đấy. Alo, 1, 2, nghe không? Nghe, nghe, nghe. Ok chưa? Nghe, nghe. Đấy, rồi, mình quay về nhá. Xa phết các bạn. 3 mét ok đúng không? Ok, chuẩn. Ok, rồi đi vô thôi. Asa.
Ok. Rồi. Vậy là Vũ đã test thực tế luôn các bạn. Review tới đâu thì thực tế tới đó nha. Để cho các bạn coi online các bạn có thể thấy. Các bạn thích cây mic này thì các bạn liên hệ 0909 nha, 3977 7737 à, các bạn liên hệ với bạn kinh doanh, các bạn sẽ tư vấn cho các bạn. Và hiện tại là mình đang có chương trình là mua cái loa này, các bạn chọn một là một cặp mic xua dây, hai là chúng ta sẽ có offer là được tặng cái mic này để hát, để đồng bộ với cái loa này. Tại vì có cái loa này mà chúng ta thiếu cái mic này thì rất là lãng phí, và chúng ta sẽ không khai thác hết được cái con loa này được với chất âm. Để mà chúng ta an tâm hơn thì các bạn hãy đến Sudom để trải nghiệm thử nha. Nếu cái video này hay, các bạn đừng quên bấm like và subscribe channel của mình. Mình sẽ làm nhiều cái hay hơn để cho mọi người cùng xem, và đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng và được kiểm chứng và test rất là kỹ cho các bạn nha.